Dịch COVID-19 có thể chuyển biến phức tạp trong dịp Tết Dương lịch, bà rịa vũng tàu yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân không chủ quan, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là khi đi du lịch, đến các nơi công cộng, hàng quán, khu vui chơi trong dịp Tết Dương lịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tính từ 18 giờ ngày 28 tháng 12 đến 18 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2021, tỉnh này ghi nhận 53 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu chính ra, trong đó 8 ca trong khu cách ly, 1 ca ngoài cộng đồng tại phường Tháng Tam, thành phố Bà Rịa ghi nhận 2 ca ngoài cộng đồng, thị xã Phú Mỹ có 17 ca đang cách ly tại nhà, huyện Châu Đức ghi nhận 15 ca đang cách ly tại nhà, huyện Long Điền 7 ca ngoài cộng đồng, huyện Côn Đảo ghi nhận 3 ca ngoài cộng đồng, trong đó 2 ca là người đi từ thành phố Hồ Chí Minh và 1 ca là người đi từ Bình Dương ra Côn Đảo. Tuy nhiên, biến chủng mới Omicron đã xuất hiện tại Việt Nam gây nguy cơ đáng lo ngại. Để ứng phó với các tình huống dịch trước biến chủng mới này, Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế về kiểm soát biến chủng mới Omicron để tham mưu triển khai ngay khi có hướng dẫn và thông tin kịp thời đến người dân. Đồng thời, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 trên địa bàn trên quan điểm tiếp cận toàn dân từ sớm. Ngay tại cơ sở, tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo phương châm 4 tại chỗ và có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế. Trong thời gian nghỉ lễ Tết dương lịch sắp tới, dịch bệnh có thể chuyển biến phức tạp. Do đó, Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các sở ngành, địa phương cần nâng cao mức cảnh giác, tập trung các biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ hơn nhất là với các đối tượng. Vùng nguy cơ cao, tổ chức ứng trực 24 trên 24 giờ để ứng phó kịp thời với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận có 159 ca mắc COVID-19, trong đó huyện Tánh Linh 63 ca, huyện Hàm Tân 22 ca, huyện Hàm Thuận Nam 19 ca, thành phố Phan Thiết 16 ca, huyện Bắc Bình 16 ca ngoài cộng đồng, huyện Hàm Thuận Bắc 10 ca, thị xã La Ghi 9 ca, huyện Tuy Phong 4 ca ngoài cộng đồng. Như vậy, tính từ ngày 27 tháng 4 đến 18 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2021, tỉnh Bình Thuận đã có 25.410 ca mắc COVID-19, trong đó 4.109 ca đang điều trị hai mươi ca đã xuất viện 278 trăm ca tử vong các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé